Mình bước xuống thì không có quay cho các bạn thấy được. Sâu vậy nè. Tới tháng luôn. Tên nó bụng. Quên đó. Ai kêu bà thấp quá kỳ gì á, lên tới bụng. Con thấy vợ cao cũng vậy à. Cái nước này là giống như nước Tết luôn không chú? Tết thì con không có hè, con không có qua đây. Nói chung là cái nước này là đài nó báo là coi như là có thể cao hơn nước Tết 2 phân. Dạ, cao hơn xíu hả chú? Có tháng cao hơn xíu, có cao nghĩa là một tháng là hai lần nước thì hai kỳ nước vậy đó. dạ đây các chú ở đây chia sẻ là mỗi một tháng các bạn có 2 kỳ nước dâng cao như thế này đây. Mọi người đi phải lội như thế này nè. Chú sáng đi xem tình hình sao chứ đâu có ngủ được hả chú? Dạ. Nhà cửa rồi mình coi đồ đạc rồi để mình kê lên ha. Đây các bạn. Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại ngã ba Trung Lương nha các bạn, tại khu vực dòng xây Trung Lương của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào sáng ngày hôm nay, sáng ngày mùng 3 tháng 2 năm Giáp Thìn, mùng 3 tháng 2 âm lịch nha các bạn. Và các bạn có thể là nhìn thấy một hình ảnh khá là bất ngờ giữa mùa hạn hán như thế này, mùa hạn mặn mà xảy ra hiện tượng ngập dữ dội ở trên quốc lộ 1 và quốc lộ 60. Những chiếc xe tải đi ngang qua là các bạn thấy là sóng đánh dữ dội như thế này. Đây nhà các hộ dân phải chắn tạm bằng những tấm bạt như thế này đây. Đây các bạn thấy đằng xa đó chính là dòng xây Trung Lương. Chiều ngày hôm qua mình cũng có đến đây ghi hình và chia sẻ cho các bạn xem những hình ảnh ngập lụt tại các nhà của các hộ dân sống ven sông Bảo Định. Ngày hôm nay thì sáng sớm mà sáng sớm mình tiếp tục trở lại đây để ghi hình chia sẻ cho các bạn xem những hình ảnh tại dòng xây Trung Lương đây. Đúng một tháng các bạn. Kỳ rồi thì mình quay vào dịp mùng 2, mùng 3 Tết.
À, mình cứ nghĩ là đây là tháng mùa khô không có ngập, rồi tuy nhiên thì bạn nhìn thấy là nước ngập dữ dội luôn. Bây giờ mình thấy nước đang dâng lên các bạn. Như thông tin mình cũng được xem trên các đài truyền hình thì tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long các bạn, các tỉnh ven biển Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng dài tới khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, kể cả Kiên Giang, tất cả hệ thống cống ngăn mặn đều được đóng lại để trữ ngọt và ngăn mặn nha các bạn. Ở trong đó là có Mỹ Tho, khu vực Mỹ Tho, Tiền Giang. Dự kiến ban đầu là ngày 8 tháng 3 sẽ đóng cống Nguyễn Tấn Thành để ngăn mặn. Thì tuy nhiên thì do hàng mặn lên khá cao nên là các cống được đóng sớm hơn so với dự kiến nha các bạn. So với hôm Tết thì nước đây là nước mặn nha các bạn. Thì bây giờ triều cường đầu tháng, đây chính là triều cường đầu tháng 2 âm lịch. Đây là chỗ cạn nhất nha các bạn. Đây phía làng ngược lại đây. Đây là vị trí giữa lậu bạn, vị trí này là cao nhất đây. Quá trình nước luôn nha các bạn.
phải chạy sát làn trong đây bạn, phải lấn làn của ô tô, tại vì phía bên ngoài nước rất là sâu. Xe tải thì có phần dễ hơn, xe tải gầm cao hơn các bạn. Nước sâu là những chiếc xe máy dễ bị chết máy và phải dắt bộ như thế này. Quá trời nước. Ngày hôm qua thì mình có đến đây nhưng mình không nghĩ là nước tối mà nhiều như thế này nha các bạn. Chào anh Triều Cường. Đây, các tài xế thấy rất là lạ, ủa sao mùa khô mà lại có nước nhiều như thế này. Ngay khu vực cây dòng xe Trung Lương thì mình thấy đèn nó hơi bị tối và không có được sáng lắm. Đây, những tấm dán che chắn tạm như thế này. Đây là đoạn hướng về Trung Lương các bạn. Buổi sáng thấy xe container chạy nhiều quá chừng luôn nè. Ở đây một con hẻm nè bạn.
trên vỉa hè các bạn. Vỉa hè đang nước đang tràn xuống một con hẻm ngay cái trụ điện luôn. Có nghe gì đâu, cái lãng tai quá trời. Dạ chị, à, nước này vậy mà nhiều quá hả chị? Nay nay hơn qua hả chị? Dạ. À, tháng này mùa khô mà quá trời nước vậy nè. Đây không phải là ven sông Bảo Định nha các bạn, là các cô đây là những ngôi nhà là tại quốc lộ 60 luôn, quốc lộ 60 giáp với quốc lộ 1. Gần sáng ngày mùng 3 tháng 2 năm Giáp Thìn các bạn. Mùng 3 tháng 2 âm lịch nè, các bạn thấy là lượng nước nhiều kinh khủng luôn, mà ngày hôm nay đây không phải là nước ngọt mà là nước mặn các bạn, nước triều cường hướng từ biển. Nước ở các cửa sông các bạn đang bị xâm nhập mặn vào sâu khoảng 100 km, trong đó là có khu vực thành phố Mỹ Tho của chúng ta. Đó, này là quốc lộ 60 các bạn, quốc lộ 60 hướng từ ngã ba Trung Lương về cầu Rạch Miễu. Văn ướt nhẹp hết trơn luôn các bạn. Nghe rít rít, này là nước mặn chắc luôn rồi, không dám nếm. Đã theo thông báo của quản lý cống thì tất cả các cống đều đóng lại hết để ngăn nước mặn. Đây mình thấy có một con hẻm mà mới thấy cái thùng ở đây trôi mất tiêu rồi. Sụp ngay đây nghe cái lỗ cống. Ở đây thì những ngôi nhà này không có ngập nhưng mà nước sẽ bị sóng đánh tạt vào. Các bạn thấy là nước chảy, còn chảy rất là mạnh đây. Gần sáng rồi bà, các phương tiện lưu thông rất là nhiều.
phải dắt bộ đây. Xe anh này tới đây chết máy rồi. Các xe đi lại cũng khá là nhẹ nhàng các bạn, sợ nước tạt xung quanh đây nè, nhưng mà cũng có chiếc cũng chạy cũng rất là dữ. Thì bây giờ mình nghe là các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu về tới Kiên Giang luôn nha các bạn. Đang có thủy triều dâng cao từ các cửa sông. Từ cửa sông Tiền vô tới đây cũng khoảng 100 km các bạn, gần 100 km. Nhiều xe chạy lên dưới hè luôn, nhưng mà dưới hè giờ mình thấy cũng ngập linh láng hết trơn rồi. Bước vô từ từ bước nha các bạn. Phía trong tối quá. Nghe chỗ này hơi bị thấp nha, giờ anh chạy đại ra ngoài đi, thẳng ra ngoài á. Đây ngay con hẻm nên sâu lắm. Để thẳng ra ngoài luôn. Đi lấn vô làn ô tô dễ đi hơn các bạn. Cái làn trong bây giờ nước rất là sâu.
xe máy chở nặng nữa càng khó khăn hơn các bạn. Trước mình thấy như càng ngày càng dâng lên nha các bạn. Nhiều xe máy tới đây bị tắt máy như thế này. Mà thấy đây là một biển báo ở đầu đường quốc lộ 60, km 00 quốc lộ 60, thành phố Tân An, 20 km. Mình đọc được như vậy các bạn. Đây không biết có gì ở đây nữa, trống sập xuống đây. Cái này dưới đất đá bể trên. Rồi, quay đầu lại rồi. Ngay khu vực dòng xe Trung Lương luôn các bạn. Đây là ngân hàng Đông Á đây. Hướng phía trước là hướng về cầu Mỹ Thuận. Cái dòng xe thì mới vừa được nâng cấp và nên chỗ này cao hơn. Rồi, phía trước đó chính là nhà hàng Trung Lương. Từ đây có một anh chị gì bán giấc tối giấc sáng, hôm nay thấy dẹp luôn rồi. Nước rút mới bán lại nha các bạn.
theo cái giác bộ đây. Nước đang lớn dần nha các bạn, đang dâng cao lên. Nãy mình thấy chưa, ngập ngay con lươn, giờ ngay con lươn ngập luôn rồi nè. Nước ngập ướt máy bốc khói hết rồi. Xe khách Thảo Châu. Tới hầm xe luôn ạ. Các bạn thấy nước ngoài sông Bảo Định là đang còn chảy dung dút vô trong nè. Đây là sát sông luôn nha. Và thấy ở giữa con lươn là nhiều xe máy, bây giờ không có di chuyển được, nó bị tắt máy rồi. Những hình ảnh các bạn đang xem đó chính là trận triều cường đầu tháng 2 âm lịch nha các bạn. Bữa nay là sáng ngày mùng 3 đây, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 2.
bên kia giác bộ nữa rồi. Đây là vị trí cao nhất nha các bạn. Chiếc tay ga mà chạy ở trong cái làn sát vỉa hè là bị tắt máy liền. Của xe của em gái đang mới chạy được trong đây. Giờ nền nhà như thế này đây. Sang này quá trời xe luôn rồi. Như vậy là mình cũng vừa chia sẻ cho bạn xem một số hình ảnh của Trần Kiều Cường vào đầu tháng 2 âm lịch tại dòng xây Trung Lương, đoạn quốc lộ 1 và quốc lộ 60 thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và video này mình cũng xin tạm dừng tại đây để mình đi đến một số con đường để xem các hộ dân tát nước như thế nào để mình ghi hình và chia sẻ cho các bạn xem vào những video kế tiếp nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.